Please go ahead. Vâng ạ, anh Marcel, anh có thể xuất hiện đúng không ạ? Hello everyone, I hope you guys are doing amazing. I really like your style. Very good. I actually think that I mean you look so good that I want to do that the same. So let me see if there's any way for me to have that đẹp very good style as well. Now we are the same. Do you like it? Okay, let me take this off. Okay, guys. So for me, it's a very big honor to be here with you guys. You really, everyone is laughing right there. I see that. Okay. Thank you guys for this time. It's a really big honor, and it's really great for me to be here with you guys. Let me formally introduce myself. My name is Mateo Pineda. I am from Colombia, and I am the project manager for By Design in SMA worldwide. Okay, so basically my goal is to make sure that you have all the tools that you need so that you can not only recording understand in progress the product, but basically make sure that you use the product the best way possible to have the best success possible. Okay, around 1 month and a half ago, oh wow, I see a lot of people in a training room. Amazing. So not long ago, I was in Thailand, right? I had an amazing experience and I shared a lot of time with some of you guys. But I know that right now we not only have people from Thailand, right now we have people from many other countries, right? แค่มีประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่ามีอีกหลายประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชานะครับซึ่งเป็น That this unbelievable, amazing product is growing so much because it really works, and for me that's the bottom line, it works. So let me start off by sharing with you guys the results, because I don't really know if some of you already use BitGrabber or are new using BitGrabber or SMA. So a question that I always receive is, Mateo, does this work? Is this real? And what I always tell people is, don't believe me. Let's do that, okay? Don't believe anything I say. Can you do that for me? Don't believe anything I say. But you know what? Numbers cannot lie. So let me share with you the numbers for BitGrabber. I don't know in you know, your countries, but in Colombia, when you have an apartment that you want to rent, if you own the apartment, you can get around 0.5% of return a month. So you would spend between 5 to 10 years, even more, trying to get back the money that you initially invested in that apartment. So the reason why I share this with you is because with BitGrabber, we have had a growth since day one when BitGrabber was born, January from 2021. And then it was launched in April 2021, of more than 1,000%. Okay? What does this mean? It means that basically you guys have in your hands something that in 1 year and a half gives you 10 times more of what an apartment, right, could give you in 10 years. So the reason why I say this is because I want you guys to see it in perspective, right? We have a tool that I would say is the best in the industry, and I will tell you why. And this is part of the training, and it's sharing with you the vision behind BitGrabber. And the vision behind BitGrabber, for to understand the vision, first you need to understand the issues that the Forex products have in our industry. And actually, the main issue is that first, to understand other products, right? I'm not going to say any company for sure, but to understand other products, most of the time, we need to understand about Forex, right?
if you don't learn about Forex and you don't educate yourself, which is important, but if you don't do it a lot, you will not understand the product and you will lose money. And you don't really want that. So that's like the dilemma of the traders, that if you want to do something else, if you want to build, if you want to spend time with your family, but you want to have good results trading, that's the issue. The issue is that you will not really be able to do that because you need to spend a lot of time in front of your screen. Hello, hello. Anh em nghe thấy chưa nhỉ? Hello, hello. Alo. Ok, vừa đấy sao đây anh em? Ok. Tôi nghĩ rằng là Bitcrapper là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất cho ngành network. Bởi vì cái sản phẩm này giúp cho tất cả mọi người có cái kết quả thật sự là tuyệt vời. Và cái sản phẩm này có thể là giúp bạn có bất kỳ điều gì mà bạn muốn. Vì thế các bạn, tôi đã được học rằng những cái người thành công, họ rất là kiên, họ rất là tin tưởng vào hệ thống. From day one, you can pay so that the experts advise you on what to do and you can have their results. You know what I mean? Okay. Tôi có một cái điều này muốn chia sẻ các bạn là tại sao các bạn không cần phải bỏ 3 năm để học các cái kỹ thuật hoặc là ấy để có thể kiếm được tiền, mà bạn chỉ cần là mua chất xám của chúng tôi từ chuyên gia để có thể là có kiếm được tiền từ những chuyên gia. When I have MTI, when I have Gary Pickard telling me, vì sao tôi phải dành 3 năm đến 5 năm để học kỹ thuật hay là những cái kỹ năng cần thiết, trong khi tôi có thể là bỏ một số tiền rất là nhỏ để mua chất xám từ Gary, từ MTI. Tôi muốn chia sẻ với các bạn như thế này nha. Và cái này rất là quan trọng ở đây. Cái kết quả ở đây rất là quan trọng, bởi vì đây là cái kết quả để mà chia sẻ với tất cả mọi người. Và nếu mà ai đó hỏi bạn rằng là cái hệ thống tín hiệu này nó có ok không, thì các bạn cứ bảo họ là đừng có tin tôi, nhưng mà con số thì không nói dối, các bạn hãy nhìn con số thống kê ở đây. Bitcrapper cho phép các bạn được học và được kiếm tiền cùng lúc và xây dựng hệ thống. Tức là bạn có thể vừa học này, vừa xây dựng hệ thống và vừa kiếm tiền cùng một lúc. Vì thế cái công việc của bạn không phải là chỉ trở thành một trader. Cái điều mà chúng tôi muốn bạn kiếm được nhiều tiền. Tôi cũng muốn các bạn có thể tăng trưởng cái dòng tiền của mình từ Bitwrapper. Bạn xây dựng hệ thống, bạn mang tới những người mới trong hệ thống, bạn giới thiệu những người khác kiếm được tiền. That Bitgrabber, the vision behind Bitgrabber is four things. Number one, you have the possibility to create new team members. Okay, what does this mean? It means that with Bitgrabber, với Bitgrabber thì bạn hoàn toàn có thể có khả năng để tuyển những người mới, bởi vì là Bitgrabber là một cái công cụ, nó đã rất là thành công và nó chứng minh để giúp mọi người có thể dễ dàng phấn khích với cái số tiền mà họ kiếm thêm được. Vì thế đây là một cái sản phẩm rất là dễ dàng để có thể chia sẻ với các khách hàng. Bạn có một cách thức để bạn có thể, cái lợi thế thứ nhất là bạn có một cái sản phẩm rất là dễ dàng để tiếp cận với khách hàng của bức kẹo bài thôi các bạn. Đây là một
cái công cụ ấy, các bạn có rất là nhiều khách hàng mới, mở rộng cái thị trường, cái tệp khách hàng của bạn. Ý tôi là SMA và PipCapper là cái sản phẩm, là cái công cụ mà thật sự cho phép bạn kiếm được tiền thật sự. Có một vài người không thích xây dựng hệ thống thì cũng không sao cả. Có một vài người thích chơi. Vì với một ai đấy, họ không thích xây dựng hệ thống thì cũng chẳng sao cả, bạn chỉ cần hỏi họ là bạn có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Thì họ đương nhiên họ sẽ trả lời là có. Họ sẽ bảo bạn là sẽ chỉ cho tôi cách để tôi có thể kiếm được tiền, thêm được tiền. Bạn họ chỉ cần đơn giản mua sản phẩm, sử dụng cái công cụ tín hiệu này và kiếm thêm tiền thôi. Từng tháng và họ trả tiền cho cái tín hiệu này hàng tháng tái tiêu dùng, bởi vì là nó hiệu quả. Một cái sản phẩm trong tay có thể giúp họ có thể kiếm thêm được tiền. Họ sẽ không ngừng là trả tiền cho cái tín hiệu này hàng tháng. Và bạn biết không, chỉ sau khoảng từ 3 đến 4 tháng, kể cả lúc họ không thích xây dựng hệ thống, nhưng mà khi họ trải nghiệm và có kết quả từ cái phần mềm này, thì chỉ đến từ 3 đến 4 tháng họ sẽ đổi ý định và họ sẽ muốn trở thành thành viên mới trong hệ thống của bạn. Bởi vì là họ có thể chia sẻ cái sản phẩm này và kiếm thêm tiền từ việc xây dựng hệ thống. Bạn có thể chia sẻ với họ rằng tức là thay vì rằng là họ sẽ có những người mà quan tâm đến cái việc là cái tín hiệu này đúng không ạ, thì họ sẽ đưa những người khách hàng này đến cho bạn, thì bạn mới bảo là bây giờ bạn muốn rằng là bạn kiếm thêm tiền hay là bạn muốn là tôi kiếm tiền ở cái chỗ này. Bạn sẽ có những khách hàng mới và bạn cũng sẽ có những thành viên mới trong hệ thống. Đó là lý do là PipCapper là một cái công cụ để cho phép các bạn cực kỳ là dễ dàng bảo trợ người mới và những người mới trong hệ thống. Và việc này sẽ lan tỏa rất là nhanh và từ người sẽ tạo ra người. Và càng bạn bán được tín hiệu này càng cho nhiều khách hàng thì bạn sẽ càng có nhiều nhà phân phối cũng như thành viên trong hệ thống của mình. Và nó sẽ liên tục tăng trưởng và phát triển. Và đấy là điều mà rất là nhiều những công ty khác họ phải ước mơ. Thứ nhất là sẽ nhiều thành viên trong hệ thống, thứ hai là nhiều khách hàng, thứ ba là cái tỷ lệ tái tiêu dùng. Có thể bạn nghĩ rằng cái con số tái tiêu dùng nó không phải là con số lớn, nhưng mà đừng đánh giá thấp nó nha, bởi vì là khi mà các bạn có nhiều người trong hệ thống thì đây sẽ là một cái nguồn thu nhập cực kỳ tốt cho bạn. Bởi vì sản phẩm có tác dụng, có hiệu quả giúp cho từng người một kiếm tiền, thì từ đó họ sẽ dần dần họ quan tâm đến cả công việc network dù là cách nào đi chăng nữa. Và người ta có thể kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên tham gia hệ thống rồi. Rất là đơn giản. Kể cả họ không trở thành diamond hay là danh hiệu cao ở công ty, họ cũng sẽ kiếm được tiền và họ biết được điều rằng nếu mà người ta đến mua tín hiệu này thì họ lại tiếp tục kiếm được tiền nữa. Và cái điều này thật sự rất là thụ động, thu nhập. Make money and that's why month after month sau từng tháng. Và điều thứ tư, đó là cái sự nhân bản. Tất cả những điều mà tôi chia sẻ với các bạn nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng.
they are seeing real results, they get interested. You have new customers. Và khi mà bạn chia sẻ nào nữa, họ nhìn thấy kết quả thật sự thì họ sẽ cảm thấy phấn khích. Và điều mà bạn làm cũng là điều mà bạn tương tự bạn dạy cho đội nhóm của mình thực hiện. Và đội nhóm hệ thống của bạn sẽ liên tục mang thêm những thành viên mới. Họ làm tương tự như bạn. Mang cho bạn khách hàng mới, đội nhóm mới và những cái sự duy trì cũng như là lan tỏa trong hệ thống của mình. Bạn sẽ có thu nhập thụ động. Vì thế nếu bạn nhìn thấy những cái điều này và bạn bán được cách tốt, even if you are not on top of them, telling them, hey, you need to buy a product, you need to do this, that, it's okay. Because you know what's going to happen? They're going to pay for the product anyway. So, guys over there in Asia. Vì thế các bạn ở khu vực châu Á, tôi tin chắc rằng quốc gia của các bạn thì cũng sẽ không khác nhiều so với khu vực Nam Mỹ. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ đây là sẽ sản phẩm rất là tuyệt vời cho các bạn, đặc biệt là thời điểm này. Với cái sự điên rồ diễn ra xung quanh thế giới hiện nay. Và đây sẽ là một cái cơ hội tuyệt vời cho tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao mà Bitwrapper phát triển cực kỳ lớn, cũng như cái sản phẩm SMA. Vì thế, đây là những cái điều cơ bản tôi muốn bạn nhớ, những cái điểm mạnh của cái lợi thế của sản phẩm này. Các bạn thực ra là những người rất là may mắn. Tôi làm việc rất là lâu với các đội marketing. Tôi là những người mà đã biết cái ông mà ông ý hướng dẫn và tạo ra SMA. Like 1 or 2 hours ago, he's not 100% ready, so he's not public yet, but I'm gonna use it. It's very similar to the other one, but I'm gonna use this one to teach you guys in more detail, step by step, on how. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách từng bước một làm thế nào để sử dụng Bitwrapper. Tức là bạn hãy đánh vào phần chat rằng là bạn đã sử dụng cái phần mềm này chưa, hay là bạn mới. Bạn có thể đánh vào cái phần chat rằng là bạn đã dùng cái phần mềm này chưa, cái công cụ này chưa, hay là bạn là người mới tinh, bạn chưa dùng bao giờ. Tôi muốn nhìn cái ở trong các bạn khán phòng ngày hôm nay, nên là các bạn cái mức độ tiếp cận đến cái phần mềm này như thế nào. Vì thế tôi hiểu. Rất nhiều bạn là new ở trong cái khán phòng này. Cảm thấy thế thì cũng rất tốt, không sao cả. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Rất là tuyệt vời. Nhất là rất là cảm ơn, chúc mừng các bạn. So guys, in UnitedByDesign.com, we have all the information about Gavin. Ở UnitedByDesign.com thì chúng tôi có tất cả những cái tài liệu cần thiết về SMA, về Bitwrapper. Và điều tôi sẽ làm bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi muốn chia sẻ với các bạn cái slide liên quan sản phẩm SMA ở đây. This means that no one
will ever be able to guarantee any income and its đây là cái miễn trừ về thu nhập, tức là không ai có thể đảm bảo về thu nhập các bạn ở đây. Mọi cái sự tưởng thưởng đều xứng đáng với cái nỗ lực của các bạn. Và sản phẩm này đến từ một cái công ty là đối tác của chúng ta là MTI. Nó giống như là một chiếc xe Rolls Royce trong lĩnh vực Forex, và đã ở trong cái ngành này hơn 27 năm và có hàng 1 triệu học viên. Many network marketing companies wanted to partner up with them. Tức là cái việc mà cái tỷ lệ mà họ giúp cho học viên của mình nhiều gấp đôi so với những cái công ty giáo dục và đào tạo khác, đó là lý do vì sao mà có rất nhiều những cái công ty network marketing đã muốn hợp tác với công ty này. Nhưng mà thực ra họ đã từ chối rất là nhiều công ty network, nhưng mà khi mà bay đây tiếp cận với họ thì By Design đã chứng minh được cái năng lực của họ, và họ thì họ cung cấp cái sản phẩm bao gồm giáo dục, huấn luyện đào tạo và phần mềm nền tảng. Bạn có thể học từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực Forex. Tức là mentorship nghĩa là bạn sẽ tham dự vào các cái chương trình, các cái phần đào tạo. Bạn có thể học hàng tuần, chúng tôi có những cái buổi live để có thể đào tạo và hướng dẫn bạn. Chúng tôi có những cái công nghệ, có những cái công cụ mà không có ở đâu khác trên thế giới để có thể giúp bạn trong cái việc training một cách hiệu quả hơn. Reality Capper là một cái công cụ nó rất là tuyệt vời. By Design MTI thì có ông là ông Gary Fichat, thì ông ấy chính là một trong những cái người mà rất là nổi tiếng trong lĩnh vực Forex, và ông ấy chính là người mà đưa cái kỹ thuật Fibonacci vào trong cái kỹ thuật để đánh Forex. Và ông ấy cũng đã viết rất nhiều sách và nhận được rất là nhiều giải thưởng. Và ông ấy là thầy của những một trong ông ấy là thầy của những người mà chơi Forex giỏi nhất trên toàn thế giới. And, well, the rest of the presentation is just to learn what SMA is, guys. But I want to jump into Big Grabber right now, okay? Tôi guys, muốn chia sẻ với các bạn về sản phẩm Big Grabber. Tipgrapper là một cái phần mềm trading được độc quyền bởi By Design. Nó sẽ đưa ra những cái ý tưởng với mục tiêu là lợi nhuận là 20 net tip trên mỗi lệnh. Để các bạn dễ hiểu thì nó là một cái công cụ hỗ trợ các bạn để trading. Và nó đưa cho các bạn những cái tín hiệu với mục tiêu là có lợi nhuận 20 tip trên một lệnh. Và tập trung vào 5 cặp tiền tệ chính. Okay, so that's very important, guys. Basically, you are just going to receive trading ideas to do phone sent directly by MTI. Tức là bạn sẽ được nhận thông qua cái app của mình, được gửi trực tiếp từ MTI. Tức là bạn được follow theo những cái tín hiệu của chuyên gia và có cái kết quả tối ưu giống như chuyên gia ở bên Mỹ. Giả sử tức là ví dụ nhé, là vào tháng 7 này thì kể cả là bạn không có nhập hết được số lệnh, bạn chỉ nhập một nửa số lệnh thôi,
thì thay vì là 26% lợi nhuận của tháng này, bạn lợi nhuận là 13% thì nó cũng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn cái chương trình này. Và đây là cái hướng dẫn sử dụng FipWrapper. Are the person seeing the new look of the guy? It does have some new things, but it's very detailed. Đây là cái bảng mới nhất của cái hướng dẫn sử dụng FipWrapper. Các bạn là một những người đầu tiên được nhìn cái bảng mới nhất này. Và đây là những cái mức để bạn có thể sử dụng FipWrapper một cách thành công. Đầu tiên là bạn cần có một cái tài khoản SMA được active này. Sau đấy thì bạn mở một cái tài khoản live hoặc là demo với một broker. Sau đó bạn download MT4 và đăng nhập với cái tài khoản của bạn. Sau đó bạn kết đấu nối broker với Smart Trader nền tảng Smart Trader. Bởi vì là FipWrapper thì đòi hỏi là cái tín hiệu internet tốt. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Một, bạn sẽ phải vào cái back office của mình. Điều đầu tiên đó là phải có tài khoản MyDesign, sau đó mua sản phẩm SNA rồi activate cái khởi động cái phần mềm SNA của bạn. Đây là bangdesign.com. Bạn sẽ sign in vào trong back office. Sau đấy thì bạn sẽ vào trong phần sản phẩm. Và ở đây bạn, nếu mà bạn chưa activate thì bạn sẽ nhìn thấy một cái nút ở đây ghi là activate. Cơ bản như vậy. Việc thứ hai đó là bạn mở một cái tài khoản, một là tiền thật hoặc là demo với broker của bạn. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ một cái sàn nào, broker nào bạn cảm thấy thoải mái hoặc bạn đã quen sử dụng. Cái sàn nó rất là quan trọng, nó giống như một người giữa. Ví dụ bạn đây, bạn muốn giao dịch ở trên thị trường, muốn kiếm tiền trên thị trường Forex. Và bạn không thể nào mà trực tiếp giao dịch ở cái thị trường tiền tệ này, mà tức là bạn phải thông qua một cái sàn. Đó là một cái sàn một bên thứ ba, giống như một công ty hoặc là nền tảng để gọi là broker. Tức là bạn sẽ nạp tiền vào broker, bạn được giao dịch và bạn lấy lợi nhuận từ đây. Bạn có thể lựa chọn là tạo ra một tài khoản live, tức là những tiện là tiền thật, hoặc tài khoản demo, tức là tài khoản trải nghiệm thử với số tiền ảo mà bạn muốn. Và tiếp theo là bạn phải kết nối với cái nền tảng MT4. Và sau đấy broker cho bạn tài khoản, bạn đăng nhập vào MT4 và bạn có thể trade các cái cặp tiền tệ. Và đây là cái khái niệm cơ bản của broker. Number two. Vì thế những thứ mà các bạn cần phải có, một đó là một cái tài khoản tiêu chuẩn. Thứ hai là cái leverage.
1:100. Thế là tôi muốn các bạn có một cái khối lượng nó vừa phải, tỷ lệ là 1:100. Tỷ lệ 1:100, 1:50. Thứ ba, là phải đảm bảo rằng là cái sàn của các bạn uy tín. So that's it, guys. Very, very simple starting account, leverage, demo or live account, but just make sure that you have enough money. Okay. Oh, by the way, number three, I'm gonna add it. I'm gonna add it here. When you open a trading account with real money, các bạn mở một tài khoản trade, hãy đảm bảo rằng bạn có ít nhất là 1.000 đô. Đây là cái nguyên tắc để giúp bạn bảo vệ cái số tiền của mình. Hãy download NT4. Number three, you just put your credentials. Okay, so remember that your broker sends you your credentials directly. Khi mà bạn tạo một cái tài khoản trên sàn, thì sàn sẽ cho một bạn tài khoản để bạn có thể đăng nhập vào cái phần mềm MT4. Điều cuối cùng là bạn cần phải vào cái website Smart Trader để đấu nối các cái tài khoản của bạn. Đấu nối cái tài khoản của bạn với Smart Trader. Option that you see in your screen, you're gonna add a new account. You're gonna put exactly. Cái này là kỹ thuật là bạn sẽ đấu nối thêm cái tài khoản của bạn vào đây. Và tiếp theo là những cái mà gợi ý, những cái mà kiểu không bắt buộc nhưng mà có thể bạn lựa chọn để sử dụng. Đó là sử dụng VPS máy chủ ảo. Máy chủ ảo nó giống như là một cái máy tính ở trên mây vậy. Cái này thuê khoảng 300.000 một tháng hoặc 100.000 một tháng. Nó không phải là một cái máy tính vật lý mà là cái máy tính ở trên mây. But you don't necessarily have to manually load them, right? So this way you will be able to trade without actually giúp các bạn trade nó một cách là liên tục hơn mà không cần phải có bắt buộc phải có cái thiết bị kết nối về máy tính ở dưới thực tế. Đây nó giống như là một cái máy chủ ảo để chúng ta giống như cái máy tính online ấy, thì nó sẽ luôn luôn là có internet để hỗ trợ cho cái việc công cụ trade Việt Nam một cách là bình ổn định hơn. Bạn có thể nhìn thấy là MTI chúng tôi có giới thiệu về VPS. Và với cái MTI của MTI bán thì cái giá nó cũng hợp lý hơn rất là nhiều với so với những bên khác, của chỉ là 45 đô một tháng. Always use a VPS, okay? Always use a VPS. Now, number two. Hãy luôn sử dụng VPS. Thứ hai là bạn dùng VPS trên điện thoại của bạn.
I receive them. Đây là các bước để họ hướng dẫn nếu trong trường hợp cái này thì không bắt buộc mà cái này chỉ là gợi ý để là thêm một cái công cụ để cho nó cái tính ổn định nó tốt hơn thôi ấy. Thì họ đang hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy thu ảo. Nếu mà mình mua thêm là rẻ nhất là $45 một tháng. Và tiếp theo là bạn học cái cách để mà quản trị rủi ro một cách đúng. Cái việc mà bảo tồn vốn bằng tay nó rất là đã được dạy và hướng dẫn ở unbuy.com ở cái mục là SMA. Thứ nhất, có ba cái hướng dẫn phụ thuộc vào cái style trading của bạn và có ba mức độ là quản trị rủi ro. Thứ nhất là những người mà rất là hung hăng, tức là cùng cái tỷ lệ giống như là tỷ lệ trên my Facebook thì đó là khối lượng khối là 0.01 trên $1,000. Thứ hai là cái tip thứ hai là tip mà bạn trung bình thì là 0.01 khối 0.01 trên $2,000. Còn nếu bạn là cái người mà bạn an toàn, bạn bảo thủ và bạn kiểu như là không muốn mạo hiểm nhiều thì bạn chọn lượng khối là 0.01 trên $3,000. Đây là có ba cái style mà bạn sẽ làm để bảo tồn vốn. Cái thứ ba đấy là những người có thể dùng tiền thật này và họ rất là cẩn trọng. Dùng cái số lót khối lượng là 0.01 trên $3,000. Và đây là một cái lượng rất là nhỏ. Tuy nhiên, and probably after some time we'll be able to go with the moderate or to the aggressive. Okay, that's what I have to do. Okay, bạn có thể thử với cả cái mức độ an toàn trước, rồi tăng dần lên mức trung bình, rồi tăng dần lên cái mức mà cao đó, $0.01 trên $1,000. Bước thứ hai là bạn download app SMA. Đây là app mà đưa đến cho những cái bản tín hiệu. That's why it's called the conservative trading style. But if you think it's very small, that's why you have other two options to choose, right? Depending on the trading style of people, that's what you're going to choose, okay? Depending on everything. Okay, so you download the app, you log in with your ByDesign credit. Download app này, bạn log in với tài khoản ByDesign của bạn. Và sau đấy bạn sẽ nhìn thấy các cái tín hiệu, các cái ý tưởng về trading. Bạn sẽ có các cái thông tin về các cái cặp tiền, cái loại cặp tiền tệ nào và cái điểm để vào lệnh là bao nhiêu. If it's some time passed but you have a better price, meaning that if it's a sell signal, you can just have a like a I don't know, if the price is above, it's okay, because it's a better price. Same thing that is, if it's a buy, if it's below, it's a better price. So, tức là bạn, ví dụ bạn nhận được tín hiệu nhưng bạn chưa vào ngay, nhưng mà khi bạn nhìn thấy cái giá nó hợp lý hơn thì bạn có thể vào. Còn nếu không bạn nên bỏ qua, vì bạn không nên để quá 5 phút để vào cái lệnh này. Bởi vì là nếu mà 5 phút xong thì có thể thị trường biến động rất là nhiều rồi.
Đây là cái S-Matrix mà bạn cần phải setup. Bạn cần phải học cái này ở chi tiết nha. Đây là số lượng nhồi này, số lượng khối trên 100.000 này, à, cái khoảng level giữa các pip này, level giữa các lệnh này là 25 pip này. Ví dụ như là ở đây, ví dụ là mua, lệnh mua cặp cạc CHS ở giá là 0.7112. Nếu mà là lệnh mua thì bạn phải chọn là below the market, nếu lệnh sell thì bạn chọn là phía trên above the market. Số 7 là chốt lệnh với lợi nhuận là 20 net pip. Giả sử là tôi có ý tưởng về về cái thông tin về việc là mua cái cặp tiền này, tôi sẽ đặt setup như thế này. Giả sử là tôi đặt lead là lot là 0.01, 20 pip ở đây. Nếu tôi là buy thì tôi sẽ chọn là below the market. Bạn cứ nhớ chữ B đi với B, chữ S đi với A. Real pending immediately. Đấy. Tôi sẽ chọn sản phẩm đúng sau khi mà tôi set up xong. Điều mà tôi sẽ làm đấy là kích chữ OK. Confirm, xác nhận. Và đây là cái mà tôi sẽ nhìn thấy sau khi mà tôi thêm cái S-Matrix đấy. Điều nó xảy ra rất là đơn giản như này. Những cái dòng xanh này là những cái lệnh chờ. Tức là cái lệnh bán hoặc là lệnh mua chờ. Level, it's not gonna be playing work. It's gonna become red. Okay. So, remember, guys, that when we were activating the matrix, we made it so that it could be 25 pips between levels. Đấy các bạn, khi mà chúng ta ép cái ma trận, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta nhồi 10 lệnh và mỗi lệnh cách nhau là 25 pip. Tôi nghĩ là các bạn nhìn anh nhìn thấy màn hình của tôi đúng không? Bạn là nhìn thấy không ạ? Mục tiêu là lợi nhuận 20 pip. Tức là điều này có nghĩa là nếu mà cái giá mà nó đao xuống, tức là chúng ta bán thôi, khi mà chúng ta đã bán rồi giá nó đao xuống thì chúng ta sẽ đặt lợi nhuận là 20 net pip thì nó sẽ chốt lệnh. Thì những cái lệnh chờ này sẽ bị xóa đi. Khi mà bạn đã đặt lợi nhuận rồi thì những cái lệnh chờ này sẽ bị đóng lại. Đó là lý do vì sao mà bạn cần phải duy trì cái internet, bởi vì cái việc này nó sẽ diễn ra trong quá trình mà bạn internet. Nên VPS nó phải online hết để nó đóng hết tất cả các lệnh chờ nếu đạt được tỷ lệ lợi nhuận 20 net pip. Pending order, but it's going to become an active sell order. That's number one. Number two, you're going to have not only one level, but two levels in your operation game. Chỉ có một mà hai ở trong hệ thống của bạn.
Nếu xuôi hướng là được 20 net pip, nó đóng hết lệnh chờ. Còn nếu ngược hướng là nó sẽ lên, đúng không? Lệnh thứ hai, thứ lệnh thứ ba, Martigo, giống như Martigo. Because the way that the grabber works is that the sum, okay, of the positive orders subtracting the negative orders needs to be 20 pips. So in this point, it would be the first order probably plus 23, and the other one is minus 3, around. Tức là nhá, ở trong cái các cái lệnh của Bitwrapper này thì đôi khi là sẽ có những cái lệnh nó sẽ chốt được là dương 2-3, là có những cái lệnh là âm 3, thì nói chung là cộng lại là mục tiêu của họ vẫn sẽ đạt là lời 20 pip. Tức là ví dụ như là đây nó lên nhanh như thế này, đó là một số những cái mà đang xảy ra với các lệnh của thời điểm hiện tại. Khi mà nó cái thị trường nó biến động quá nhanh, có một số nó đi theo cái hướng tiêu cực so với lệnh của chúng ta. Khi mà đặt vừa 20 pip thì chúng ta cũng sẽ đóng luôn. Vì thế bạn cần phải có cái tín hiệu liên tục, bởi vì chúng tôi không biết được rằng khi nào chúng tôi sẽ đóng được cái lệnh này. Đây là cách mà Bitwrapper hoạt động. Đối với tôi, đó là tin tưởng vào cái công cụ và làm nghiêm túc follow theo công cụ tín hiệu này. Dù kể cả những lúc tôi nhìn thấy cái giá nó tiêu cực chẳng hạn, tôi vẫn tin tưởng vào công cụ hoàn toàn và tin tưởng vào những chuyên gia. Tức là cái công cụ này nó rất là hoạt động rất là tốt và rất là tiềm năng. Rất là quan trọng, tất cả các bạn đều biết một điều rằng, tức là các bạn hãy tham gia vào cái kênh Telegram này. Bởi vì ở đây sẽ có những cái đây là nơi mà bạn có thể cập nhật tất cả những cái thông tin của Galaxy Chart về thị trường. Ông ấy luôn luôn cho chúng ta những cái, tức là những cái mà hành động của ông ấy cho thị trường sắp tới. Tôi biết có đối với các bạn, một số các bạn đến trường rất là mới. You know, many, many cool things, and they are translated. You know, so it's a very, very good for you guys to be here. So my recommendation is go right there. And, và cái đề xuất của tôi là các bạn hãy vào cái nhóm Telegram này để update thông tin thường xuyên về SMA. Nếu các bạn cần những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ với các bạn này, thì đây là cái kênh này. Đây, cái đây này cho bạn xem này. Đây là cái kênh mà cập nhật thông tin về SMA cho các bạn. Rất là nhiều những cái video của AVP Chat này. Tất cả những cái công cụ cho các bạn sử dụng sản phẩm này. Nếu mà bạn cần thêm thông tin, bạn chỉ cần vào website unitedbydesign.com. It's already available here, but this is the old version. Đấy, Bitwrapper 2 đây. Đấy. Đấy, ở trên United by Design. Bitwrapper 2.0 User Guide ở trên United by Design. Đấy, bằng những cái ngôn ngữ khác nhau chúng tôi đã update lên đây rồi. Các bạn đã nhìn thấy hết đây. Wow. Đây là cơ bản.
tôi muốn các bạn này đã hiểu tất cả những cái nghệ thuật này. Đảm bảo rằng bạn hiểu cách sử dụng cái công cụ này. Và bạn có mới thành công lớn. Và đây là những cái cơ bản về VIP Grapper hoạt động như nào. Tức là tôi sẽ mở cho các bạn một số cái câu hỏi mà bạn có câu hỏi. Các bạn có thể có ở phần chat cái câu hỏi mà các bạn có cái thắc mắc gì không. Ok. Vì thế là cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái phần chia sẻ và tôi và chúng ta cũng đã dành một tiếng đồng hồ cùng với nhau. Và tôi chúc các bạn rất là hiệu suất, năng lượng. Và chỉ là không chỉ là cái cách làm sao để sử dụng nó, là cách thế nào để có thể chia sẻ nó nữa. Điều mà tôi biết rằng là tôi sẽ tới Thái Lan, tôi sẽ tới Việt Nam, tôi sẽ đến thăm các bạn và tôi sẽ đào tạo và giúp các bạn phát triển đội nhóm cũng như là sử dụng cái công cụ này một cách tốt nhất và tối ưu nhất. Và để đảm bảo rằng là chúng ta sẽ đến lên một tầm cao mới. Vì thế tôi là Mattel từ đến từ Bay Đi Tai. Tôi là quản lý sản phẩm SMA và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho tôi. Recording stop. Bye bye. ผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมก็ยอดเลยครับผมก็วันนี้เรื่องของ how to use SMA นะครับก็คงจะได้ข้อมูลไปไม่น้อยทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณคุณมาเทลด้วยนะครับ Hello Mattel thank you so much for tonight thank you Chris and okay ขอบคุณมากนะครับน้อง Punch นะครับผมที่มาแปลภาษาไทยให้เราได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็คุณมูนนะครับภาษาเวียดนาม thank you so much คุณมูนนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเรื่องราวของ SMA ครับยังคงเป็นเรื่องราวเป็นแพลตฟอร์มของบริษัทบายดีไซน์นะครับที่เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ครับที่ต้องบอกว่าสุดยอดสุดว้าวมากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านคงมองหาเงินในอากาศผมคงพูดไม่ผิดเนาะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราพยายามที่จะทำให้ทุกท่านมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางครับและนี่คือแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มของบายดีไซน์ครับSMA PIP Gapper ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเรื่องราวดีๆของบริษัทไฟดีไซน์ครับผม Thank you everyone for joy with us tonight โอเคขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับท่านที่อยู่ริมทะเลนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Thank you everyone bye bye see you next time